Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục chuyến băng tần SBTN. Thưa quý vị, trong những diễn tiến đang diễn ra ở tại Thượng viện, phải nói đây là một cái sự kiện vô cùng quan trọng liên quan đến bổ nhiệm một vị thẩm phán vào tối cao pháp viện. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng là bất kỳ vị nào vào ở trong tối cao pháp viện thì những cái quyết định của họ đều ảnh hưởng đến dân chúng Hoa Kỳ, không phải thế hệ của chúng ta, nhiều khi còn thế hệ của tương lai. Bởi vì những người này họ nắm quyền, phải nói rằng là cho đến hết họ nắm giữ chức vụ của họ cho đến hết cuộc đời. Và chúng ta đang chứng kiến một cái sự mà gọi là lịch sử, đó là bổ nhiệm một cái vị thẩm phán mà có quan điểm bảo thủ ngược hẳn với cái người vừa mới ra đi. Thì bà Amy Barrett, thưa quý vị, bà là một người gốc Thiên Chúa giáo, và trong thời gian trước thì bà cũng đã nhiều lần đã bày tỏ cái quan điểm của bà rất là mạnh mẽ và mãnh liệt. Thì trong cái sự kiện này, cái sự chống đối sẽ nằm ở cái chỗ rằng là với một cái quan điểm mà rõ ràng mang tính chất mà tôn giáo như thế, bây giờ nằm trong một chính quyền thế tục thì đây sẽ gây ra một cái sự tranh cãi rất lớn. Thì nhưng mà hiện tại bây giờ cái câu chuyện này nó sẽ đi về đâu thì chúng ta có thể cảm thấy rằng là đương nhiên với Đảng Cộng Hòa đang gọi là thắng thế ở tại Thượng viện thì mọi chuyện nó có thể nó được trôi qua rất là êm đẹp cho bà Amy Barrett. Mà đương nhiên thì cái sự phản đối của Đảng Dân Chủ với cái số lượng, với cái tỷ lệ hiện nay thì chúng ta thấy rằng là nó không có nó sẽ Đảng Dân Chủ sẽ không đạt được cái điều mà họ muốn. Thì đó là những gì chúng tôi có thể thấy về cái chuyện bà Amy Barrett. Nhưng mà về chuyện ông Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì có một cái chuyện đáng chú ý là cuối tuần vừa rồi thì ông có một cuộc tranh luận với cái ứng cử viên đối thủ là ông Jamine Harrison. Thì ông, thưa quý vị, chúng ta biết là trong ủy ban tư pháp của Thượng viện, trong cái tuần lễ mà tòa Bạch Ốc coi như bị vỡ trận về coronavirus thì có hai vị thượng nghị sĩ, ông Tillis, phải không nhỉ? Ông Tillis, ông Miley của Utah. Cả hai ông đều bị coronavirus dương tính. Thì với chuyện ông này dương tính như thế thì những người làm việc thân cận giống như là ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì ông chắc chắn là ông phải có sự làm việc, và cho đó ông Harrison yêu cầu ông là trước cuộc tranh luận hôm thứ Sáu vừa rồi ông phải thử rồi chúng ta mới tranh luận. Nhưng mà ông Lindsey Graham nói rằng không, tôi nhất quyết là tôi không thử, là bởi vì thứ Sáu tuần trước nữa là tôi đã thử rồi. Thì cái chuyện này nó rốt cuộc họ phải đưa đến một cái quyết định là họ không tranh luận nữa, mà thay vào đó là một cái cuộc gọi là phỏng vấn riêng biệt hai người với khoảng thời gian giống nhau. Thì một trong những lý do mà người ta nói tại sao ông Lindsey Graham không muốn thử là bởi vì ông không muốn bị miss cái ngày thứ hai này, là cái buổi vì ông là bị chủ tịch của Ủy ban Tư pháp, ông sẽ chủ trì cái buổi điều trần ngày hôm nay. Như quý vị đang xin anh thân xem màn ảnh laptop của tôi thì ngày hôm nay ông sẽ chủ trì cái phiên điều trần để mà chuẩn thuận bà Amy Barrett. Cho nên ông không có chịu thử, lỡ rằng ông thử ông bị dương tính thì ông sẽ không chủ trì được. Thì trong ngày hôm nay chúng ta cũng thấy rằng là mọi chuyện nó diễn ra. Nhưng mà liệu nếu mà ông Lindsey Graham ông có mang dương tính thì mọi chuyện nó sẽ như thế nào? Thì ông dùng cái lý do là tới cái ngày thứ hai này tôi sẽ tiếp tục làm mà không cần phải xét nghiệm mỗi người. Tại vì bây giờ xét nghiệm á thì là nó sẽ thứ nhất là thay đổi cái thể thức sắp xếp ở trong cái phòng họp bất tiện, và đối với ông cái chuyện mà đi xét nghiệm từng người tham dự trong cái buổi điều trần là một cái chuyện không hợp lý. Thì đó là những gì mà chúng tôi biết liên quan đến cái cuộc điều trần ngày hôm nay, thưa anh Dũng. Vâng, và cái cuộc điều trần này như chúng tôi nói với quý vị đó, nó có nhiều vấn đề mà người ta chú ý đối với bà Amy Barrett. Nãy tôi nói rồi, về vấn đề mà phá thai, về vấn đề các vấn đề tôn giáo và vấn đề Obamacare là ba cái vấn đề mà người ta chú ý nhất. Nhưng mà ngày hôm qua và ngày hôm nay thì trước khi cái buổi điều trần này thì cũng có một số ý kiến
Và người ta cũng thấy rằng bà Amy Barrett trong một cái cuộc phỏng vấn bà có nói rằng là tối cao pháp viện không nên thay đổi chính sách. À, câu đó quan trọng nha. Tức là gì? Thường thường chúng ta thấy trong ba cái nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp của Mỹ đó, lập pháp là quốc hội làm ra luật, hành pháp thi hành luật. Và nếu hai bên không đồng ý hoặc người dân không đồng ý với những đó, ngược kiện lên tối cao pháp viện. Và để tối cao pháp viện làm rõ những cái gì mà luật nó chưa có được rõ ràng. Tôi nói ví dụ như hiến pháp viết như thế này, thế này, thế này. Ông quốc hội, ông dựa trên hiến pháp và ông làm những chuyện này. Có nghĩa là gì thôi? Tất cả những cái dự luật mà đưa ra đó, trước khi mà họ soạn thảo đều có cái bộ phận luật pháp, là các luật sư của quốc hội người ta phải nghiên cứu xem nó có vi phạm luật hay không. Nhưng mà tất ngay cả nó nghiên cứu đi chăng nữa, người ta không thể nào nghiên cứu hết được, bởi vì luật nó có những cái gọi là mù mờ lắm. Thì người ta khi tới lúc đó là thấy ok, người ta mới đề nghị các vị các nhà lập pháp là chúng tôi thấy ok, không vấn đề cả. Các nhà lập pháp mới thông qua thì bên hành pháp đó thì họ lại coi là cái đó nó có phù hợp với quyền lợi chính trị của họ hay không, hay là có lợi nhất nước hay không, thì vân vân không đồng, không có lợi thì họ phủ quyết, có lợi thì họ ký. Nhưng mà người dân họ lại có quyền bảo hai ông này không hiểu gì cả, làm những cái này tôi không đồng ý, thì họ quyền kiện tôi cả pháp viện, tôi cả pháp viện làm rõ lại thôi. Nhưng mà tôi cả pháp viện không nên thay đổi chính sách. Đó là cái mà bà Amy Barrett đã kêu gọi. Thành ra cái này làm cho người ta thắc mắc là không biết ý bà này như thế nào. Là bởi vì thưa quý vị, nó rất là mù mờ từ cái chỗ là bây giờ chính sách nó đang như thế này, rồi bây giờ không đồng ý đưa lên tôi cả pháp viện là thay đổi chính sách khác. Có những chuyện mà trước đây quốc hội thông qua được bên tòa ốc chuẩn thuận và có khi nó được sử dụng bao nhiêu năm, đến một lúc nào đó người ta thấy ô cái luật này nó sai hay là nó không còn phù hợp nữa, cái người dân người ta lại kiện lên tôi cả pháp viện, thì đó lúc đó tôi cả pháp viện là nằm ở cái chỗ là hơi khó. Tức là gì, anh làm rõ luật hay là anh sửa luật, đó là cái bà Amy Barrett đưa ra, anh hiểu ý thế nào? Đó là cả vấn đề, đó là cái thứ nhất. Thành ra ngày hôm nay tôi thấy thì một số người đã bắt đầu họ lại đặt vấn đề là ồ như vậy là bà này chưa chắc bà đổi cái waiver the rule nha. Người ta thắc mắc. Chính vì thế cái cuộc điều trần này của Amy Barrett lại càng làm người ta chú ý nữa. Bởi vì sao? Người ta nghĩ rằng bà cũng nhiều lần bà nói ồ bà không đồng ý phá thai. Và người ta nghĩ rằng bà lên thì sẽ có 6 phiếu ở trên đó của bên bảo thủ, thì họ sẽ đưa cái vấn đề mà cái án lệnh mà cái phán quyết của năm 1973 ra để xét duyệt lại. Thì bà lại nói câu là chúng ta không nên đổi chính sách, hiểu biết như thế nào. Cái đó là cái người ta gọi tiếng Anh nó gọi là to be remain seen, để xem nó như thế nào. Và có thể đó cũng là cái đề tài mà các vị thượng nghị sĩ bảo thủ sẽ thắc mắc và sẽ hỏi bà. Thì tùy bà trả lời như nào chúng ta sẽ chờ đợi. Nhưng mà thường thì thưa quý vị, theo tôi quan sát đó, đối với cái uy tín của bà này, với những cái gì mà bà làm cho thời gian qua, thì chắc chắn 99% là bà sẽ được thông qua. Bởi vì nó có những chuyện sau đây. Là năm 2018, cái ngày mà bà có buổi nói chuyện ở tại trường đại học Notre Dame, kỷ niệm bao nhiêu năm bị bà học ở đó này kia vân vân, thì bà mời gia đình con cái, chồng con, thì bố mẹ khắp nơi về những cái buổi đó. Thì trong đó có nhiều người bạn bè của bà từng làm ở tối cao viện, thì bà này từng là thư ký của tòa mà đến tham dự. Nhưng mà trong đó có một người biết ai không? Ông bà con cố vấn của tổng thống. Nhớ không, trong luật sư ông bà đó, ông bà con đó, ông đó lại để ý bà này, và chính ông đó là giới thiệu bà này cho tổng thống Donald Trump. Và cái năm 2017 18 chứ hả, nó 19 chứ, xin lỗi quý vị, cái năm mà như năm ngoái phải không, đề cử ông Brett Kavanaugh vô, đáng lý là đề cử bà này. Nhưng mà cuối cùng đưa ông Brett Kavanaugh vô thì tổng thống Donald Trump bảo tôi để dành cái ghế này cho của bà Ginsburg cho bà. Đó thì coi như là tổng thống Trump đã chấm từ lâu, và người ta đã để ý bà này từ lâu rồi. Thành ra bà không có vấn đề gì cả, ngoài cái là bà mới phát biểu tới đây thôi, thì chúng ta sẽ chờ xem thế nào. Thưa Long, phải nói rằng đây là một cái nhân vật cũng khá là đáng chú ý. Thứ nhất, chúng tôi cũng trình bày quý vị để quý vị biết rõ luôn về vị này. Thì bà là một cái người hoạt động với một cái nhóm gọi là People of Praise. Xin ân thân cho xem mà laptop của tôi, đây là một cái nhóm Christian community. Họ bao gồm nhiều cái nhóm những người theo Kitô giáo,
từ Công giáo La Mã sang qua Lutheran, sang qua Episcopal, Methodist, là những cái nhóm Tin Lành. Đây là một cái nhóm những người mà cùng mang cái quan điểm là Kitô giáo, thì họ họp lại với nhau, và theo sự nhận xét của phần lớn mọi người thì đây là một cái nhóm là ultra conservative, đại diện dùng là siêu bảo thủ. Đây là bà cái hoạt động của bà dính dáng đến cái nhóm này. Thì liệu rằng cái quan điểm nhóm của Kitô giáo mà rất là siêu bảo thủ như thế này nó ảnh hưởng như thế nào trong quyết định của bà? Nhưng mà bà lại nói một cái chuyện rất là thú vị trong cái vấn đề phá thai. Xin anh Thanh cho xem màn laptop của tôi. Đây là hãng thông tấn AP có đưa ra một số cái phán quyết của bà về cái chuyện mà phá thai. Thì tôi đọc một cái đoạn ở giữa này đây, ở đây, khúc giữa này thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng là ở giờ phút này thì không có chuyện mà có thể thay đổi cái phán quyết đó. Và đây là một cái nền tảng là một người có, Dũng đọc cái câu Dũng, that the woman has a right to choose abortion will probably stand. Đây là cái lời giảng của bà trong năm 2013 về ở tại cái trường Notre Dame. Thì đây là cái quan điểm của bà, cho nên cái điều mà hồi nãy anh Đỗ Dũng nói với quý vị là bà đã không thay đổi chính sách. Thì dựa trên những cái này thì nó thấy đây, xin lỗi tôi rút lại, không làm chính sách. Ngày nãy tôi nói rồi, không làm chính sách thì có nghĩa là cái là tức là không thay đổi, làm sao mà làm chính sách đó. Thì thưa anh Dũng, bây giờ anh nhìn cái đây là bài giảng giao cho học trò nghe nhá. Thì như thế này thì anh nghĩ sao về cái về bà? Ba là một người hoạt động bảo thủ nhưng mà bà lại nói như thế. Thì có lẽ rằng là tôi cảm giác rằng là ba là một người phân biệt luật pháp và cái tín ngưỡng khác nhau. Tôi cảm giác nó như thế. Thì đó là cái chuyện mà bây giờ người ta mới đào ra. Và bà khi một người được đề cử làm thẩm phán ở cao pháp viện, quý vị, người ta moi móc không còn thiếu thứ gì cõi đời này. Chẳng chuyện bà móc và khán giả biết luôn, cái này có vi phạm không, cái này có nên bị chỉ trích không, tại sao bà móc ta nhiều vậy hả? Thưa quý vị, một thẩm phán tôi có viện mới được đề cử mà người ta moi thế là người ta chẻ cái chữ làm không những làm 8 mà làm 800 luôn. Thế thì những người khác cao hơn có những cái quyết định mà ảnh hưởng đời sống người dân thì có nên bị moi móc không? Không những moi móc mà còn chặt nát ra tới cái gì luôn. Đó là cái điểm son của nước Mỹ mà nhiều khi chúng ta không hiểu. Có bị uổng một vé không? Uổng một vé dự trữ luôn đấy chứ. Đó, không những uổng vé này mà uổng vé sau luôn, không cho vào luôn. Đó, quý vị thấy đó, nước Mỹ nó là như thế. Bây giờ người ta trẻ tôi luôn, bởi vì sao? Mà chỉ là một cái lá phiếu của một trong 9 người thôi mà đã bị moi móc. Tôi dùng từ moi móc á, nó mới chính xác á. Moi hết không còn gì. Nói chơi, nói đùa, nói gì là người ta để ý hết. Đó, vì cái câu của bà đó. Đây này, bà nói hôm qua này. Hôm nay chứ bà sẽ nói, người ta nói là trong 4 trang giấy ngày hôm nay bà sẽ đọc cái gọi là statement của bà trước Ủy ban Tư pháp đó. Bà sẽ nói này, cái nhánh tư pháp đó không nên tìm cách nha, should not try or be expected, không nên và cũng không nên được mong đợi to make policy. Make policy là để cho lập pháp, thực hiện policy để cho hành pháp. Còn tư pháp chúng tôi là bảo vệ hiến pháp và make clarification, đã làm cho rõ thôi, không làm chính sách. Thành ra cái này có thể ngụ ý trong cái vụ mà waiver the flow. Anh Long hiểu không? Và như hồi nãy anh Long anh cho quý vị coi đó. Thế tôi nghĩ là sẽ có nhiều người đặt vấn đề này mà người ta sẽ để ý bà ghê lắm. Bởi vì cái này thưa quý vị, chắc mấy quý vị bảo sao ông này nói chuyện phụ nữ làm gì? Cái chuyện phá thai này nó cực kỳ quan trọng đó. Có nhiều người còn nói vậy đó. Đừng có phá thai, bởi nếu mà phá thai làm sao có những tổng thống mà giỏi như thế. Thấy chưa? Nó ảnh hưởng lắm đó, phải không? Gây tranh cãi vô cùng. Và nó gây tranh cãi cái chỗ nữa là gì? Người ta bảo phá thai là giết người, đúng không? Có người nói phá thai là giết người, nhưng mà giết người khác thì không sao cả. Chúng ta giết người mà chúng ta không biết. Nhiều khi chúng ta ủng hộ những cái người mà làm những chính sách tệ hại đem đến sự chết người. Cái đó có giết người không? Tôi nghĩ dưới con mắt của Thượng Đế đều là giết người hết. Bày đặt đi khẽ đi bình. Tôi lập luận với anh thấy sao? Đúng không? Trong khi cái người đó
À, những người phụ nữ bảo tôi có quyền trên thân thể tôi thì người khác là bảo như vậy là giết người, đúng không? Nhưng mà những cái giết khác á, thì không sao, ủng hộ án tử hình, tôi nói thẳng luôn nè. Dân chủ á, thì ủng hộ phá thai hay là không chống phá thai, không chống phá thai nha. Cộng hòa không chống án tử hình, cả hai đều giết người. Chưa kể những chuyện khác là ủng hộ những người giết người nó cũng là giết người luôn. Tôi nói vậy quý hiểu tôi nói ai rồi, tôi muốn nói ra. Xin quý vị được rời màn hình FPTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình 60 phút thông tin thương mại. Tem FPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải FPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.